Hello, xin chào tất cả các anh chị. Mình là khoa học gia Thị Trinh Nguyễn. Hôm nay thì Trinh muốn giới thiệu tới anh chị cái lọ A-Slot Youth sắp sửa ra thị trường Mỹ vào tháng 11. A-Slot Youth là gì? Thứ nhất thì Trinh sẽ định nghĩa A là tuổi, Lock là khóa, khóa lại tuổi tác, có nghĩa là làm chậm lại tiến trình lão hóa, kéo dài tuổi thanh xuân. Còn chữ Youth đây có nghĩa là sự trẻ trung. A-Slot Youth tập trung vào khả năng bẩm sinh của cơ thể để có thể ngăn ngừa lại các độc tố, các tác nhân gây ra quá trình lão hóa, bảo vệ trọn vẹn cho toàn cơ thể và duy trì sự trẻ trung cho bất kỳ ở độ tuổi nào từ 18 tuổi trở lên. Cái thứ hai là trong một bữa ăn hàng ngày của chúng ta cần phải có khoảng 90 chất mới gọi là đủ chất. Có nghĩa là chúng ta phải có khoảng 60 loại khoáng chất khác nhau, 15 loại vitamin, 12 loại axit amin và 3 loại axit béo khác nhau. Đó là những cái chất mà chúng ta cần có trong một ngày. Cho nên dù một bữa ăn khoa học cách mấy của một con người, chúng ta cũng không bao giờ có đủ chất. Cho nên A-Slot Youth bằng cách là tập trung phối hợp để cho chúng ta có được những cái chất này trong một ngày, dĩ nhiên là phải phối hợp với chế độ ăn uống của chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ có đủ những cái chất này cho cơ thể. Chính vì vậy mà duy trì được cái sự trẻ trung cho con người. Ngoài ra thì là cái công nghệ A-Slot, tức là cái khoa học A-Slot là khoa học độc quyền, dựa trên 30 năm nghiên cứu tác động vào biểu hiện của gene, cho nên là một trong những cái khoa học có 102 trên toàn cầu hiện nay. Trong cơ thể con người chúng ta thì chúng ta thường thường có 6 cái cơ chế. Thứ nhất là cái cơ chế bảo vệ chống oxy hóa. Thứ hai là cơ chế thải độc và đáp ứng cho tế bào. Thứ ba là cơ chế bảo vệ và sửa chữa DNA. Cái thứ tư là cơ chế tái tạo mô cơ. Cái thứ năm là cơ chế điều hòa quá trình chuyển hóa. Chuyển hóa đây là chuyển hóa chất đường, chất béo, tinh bột, chuyển hóa hormone, vân vân. Và cái cơ chế thứ sáu là cơ chế điều hòa sự cân bằng phản ứng của viêm, ở đây liên quan tới quá trình của cái hệ miễn dịch. Sáu cơ chế này của chúng ta, khi chúng ta còn trẻ thì chúng ta có thể duy trì giúp cho phục hồi những cái cơ chế này rất là nhanh nhẹn, nhưng mà khi chúng ta càng lớn tuổi thì khả năng phục hồi của chúng ta không có, cho nên làm cho cái sáu cơ chế này yếu dần, cho nên đưa tới tình trạng chúng ta bị lão hóa và bệnh tật. A-Slot Youth có thể tác động vào sáu cơ chế này để giúp hỗ trợ phục hồi những chức năng của nó, cho nên khi chúng ta ở vào tuổi về già, chúng ta vẫn có thể duy trì sự trẻ trung giống như một người trẻ tuổi. Cho nên ngoài ra nó phải phục hồi được những cái hệ trong cơ thể con người chúng ta, giống như là hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, hệ miễn dịch, hệ cơ xương, hệ hô hấp, vân vân và vân vân. Ngoài ra, chính vì tác động vào những cái hệ này cho con người, cho nên khả năng có thể duy trì và phục hồi lại những cái giác quan trong con người chúng ta, chẳng hạn như là vị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác và thị giác sẽ được phục hồi và cải thiện lại. Một cái mà Trinh muốn cho các chị hiểu về cái đời của con người chúng ta, thường thường chúng ta sẽ hiểu về tuổi đời và tuổi sinh học. Ví dụ như mình 43 tuổi có nghĩa là tuổi đời mình 43 tuổi. Theo lý thuyết thì tuổi sinh học cũng là 43 và tuổi đời sẽ là 43. Nhưng mà ở thực trạng của xã hội thì thường thường chúng ta sẽ có tuổi sinh học cao hơn tuổi đời, bởi vì do ngoại tác của môi trường xung quanh, di truyền, chế độ ăn uống vân vân, những cái tác nhân nó đưa tới chúng ta bị già hơn cái tuổi của mình. Cho nên thường thường chúng ta sẽ bị tuổi đời thấp mà tuổi sinh học cao hơn. A-Slot Youth có thể tác động vào trong cơ thể con người chúng ta để phục hồi lại những chức năng này, cho nên giúp chúng ta duy trì được sự trẻ trung và giúp chúng ta có thể có tuổi sinh học trẻ hơn cái tuổi đời của mình. Ví dụ như người 80 tuổi, thông thường lý thuyết thì là tuổi sinh học sẽ 80, nhưng mà phần đông chúng ta sẽ có tuổi sinh học là 100, 102. Hoặc là một người 40 tuổi thì tuổi sinh học mình phải nó bị là ở sổ 60 hay là 65 hay là 45 vân vân. Thì A-Slot Youth tác động vào cơ thể con người để phục hồi những chức năng này lại cho cơ thể. Cho nên chúng ta ở tuổi 80 nhưng mà tuổi sinh học của chúng ta có thể là 40, hay là chúng ta ở tuổi 20 thì tuổi sinh học của chúng ta khoảng 16, 18 vân vân. Đó là cái khả năng phục hồi những cái cơ chế trong cơ thể con người để duy trì sự trẻ trung, bảo tồn sức khỏe cho con người, để chúng ta có thể sống một cách khỏe mạnh, chết già trong một cách sự khỏe mạnh. Ví dụ một cái thì Trinh thường hay cho mọi người biết là chúng ta đánh răng khi nào? Chúng ta đánh răng bởi vì chúng ta còn răng để đánh, hay là chúng ta chải tóc bởi vì chúng ta còn tóc để mà chải. Cho nên chúng ta chăm sóc sức khỏe khi nào? Khi chúng ta vẫn còn sức khỏe để mà chăm sóc. Cho nên phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh. Tin hay không thì cái động cơ học đã diễn ra, và chúng ta không còn đi bộ hay đi xe ngựa để đi làm hay đi chơi, mà chúng ta đi bằng ô tô hay là xe máy bay. Tin hay không thì thời đại của điện tử học cũng đã qua. Chúng ta không còn dùng bồ câu để mà đưa tin hay là viết thư tay, mà chúng ta dùng những cái điện thoại thông minh để nhắn tin cho gia đình và người thân. Tin hay không thì cái thời đại của con chip sinh học cũng đã và đang diễn ra.
bản đồ gen được giải mã 2003, nhờ vào đó mà chúng ta biết được tại sao con người chúng ta bị bệnh tật và lão hóa. Cho nên khoa học công nghệ ASOS có thể tác động vào trong cái biểu hiện của gen để giúp duy trì sự trẻ trung. Tin hay không thì đó là cái xu hướng của thế kỷ 21, bằng cách là giúp cho con người có thể bảo tồn sức khỏe của mình và chết già một cách khỏe mạnh.